xin chào các bạn à, mình là nhân văn đọc đây và hôm nay mình sẽ làm một cái vlog để chia sẻ với các bạn một cái vấn đề để giúp các bạn giúp các bạn chuyển năng lượng các bạn để khai phóng năng lượng cho các bạn khiến các bạn trở thành một người chăm chỉ khiến các bạn làm một người đầy dễ năng lượng và khiến các bạn trở thành một người thành công để thoát ra khỏi sự lười biếng thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải làm việc phải làm việc à, thì có rất nhiều người hỏi là nói thế thì nói làm cái gì đúng không tất nhiên là tôi phải làm việc rồi nhưng mà tôi đang cảm thấy là mình không muốn làm việc mình đang chán mình đang mất năng lượng mình không có cái nhiệt huyết nữa mình cảm thấy cuộc sống này nó 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 không thỏa mãn nó nó, nó sụt sùi nó sụt sùi nó như hụt hơi và mình không muốn làm việc nữa mình chỉ muốn dừng lại cái hậu quả có cái việc dừng lại là các bạn biết rồi là sự lười biếng và sự lười biếng nó trở thành thói quen thì cuộc đời chúng ta sẽ À, đi từ cái số không và trở về số 0 thật ra đấy chúng ta bị nhầm tưởng và bị đánh đồng và nghĩ rằng chúng ta phải vui vẻ chúng ta phải có nhiều may mắn trong cuộc sống chúng ta phải được người giúp đỡ chúng ta có hậu thuẫn rồi chúng ta à, phải có tâm lý tốt à, chúng ta được trang bị năng lượng được trang bị học thức được trang bị tiền của hay là chúng ta được sự ủng hộ có người vỗ về có người động viên thì chúng ta mới làm việc chúng ta bị nhầm tưởng bị đánh đồng điều đó nhưng thực ra đó là một cái suy nghĩ sai suy nghĩ sai chúng ta không có năng lượng để làm việc, không bao giờ chúng ta có năng lượng để làm việc mà chúng ta chỉ có làm việc để tạo ra năng lượng. Năng lượng chỉ được sinh ra khi chúng ta chăm chỉ làm việc. Năng lượng chỉ được tạo ra khi chúng ta tiếp tục làm việc. Khi chúng ta làm việc thì mới có năng lượng. Chứ còn cái sức lực của chúng ta, cái sức khỏe của chúng ta mà chúng ta không làm việc, mà chúng ta không lao động, mà chúng ta không vận động nó, không hoạt động, không làm gì cả mà chúng ta chỉ nằm rồi xem rồi giải trí rồi nghĩ cái này nghĩ cái kia thì không bao giờ nó có năng lượng, không bao giờ có năng lượng. Bởi vì năng lượng chỉ sinh ra qua quá trình làm việc và hoạt động. Và lộc nói lại với các bạn này, làm việc, lao động, hoạt động đó là bản năng của con người. Con người phải có lao động, phải có hoạt động, phải có làm việc thì mới đáp ứng cái bản năng, đáp ứng cái nhu cầu bình thường của con người, đáp ứng cái nhu cầu của bình thường. Giống như là bạn đói là cần phải ăn, bạn mệt là cần phải ngủ nghỉ. À, thì cái làm việc nó cũng giống như vậy cái sức khỏe mà trời ban cho bạn là để làm việc chứ cái sức khỏe trời ban cho bạn không phải không phải để cho bạn trang bị sự nổi biếng nếu như bạn không làm việc này thì uh, dục vọng sẽ cám dỗ bạn đi vào những cái thú vui ăn chơi giải trí rồi là đến với những cái không hay bởi vì là cái sức lực của bạn được tạo ra nó không làm ra cái gì cả nó không làm ra nó không tạo ra cái gì cả các bạn để cho nó chết theo thời gian thì Nghiễm nhiên là um, các bạn sẽ cảm thấy chán đời các bạn sẽ cảm thấy chán trường bởi vì các bạn không làm gì cả các bạn cũng không học tập các bạn cũng không trang bị không chăm chỉ các bạn cảm thấy học nhiều chán quá học không có giá trị gì các bạn không biết mục đích tương lai không biết như thế nào rồi là dối loạn các bạn cảm thấy chỉ biết một chữ là là chán đời không có tương lai không có ngày mai không có suy nghĩ không có hy vọng không có um, một ai đó uh, giúp mình trang bị hay định hướng cho mình không ai giúp đỡ tiền bạc hay bất cứ gì và các bạn không muốn làm gì cả thì các bạn đời các bạn sẽ mãi mãi ở vị trí số không nó thật các bạn uh, như vậy các bạn phải chăm chỉ chỉ có chăm chỉ làm việc khổ vẫn phải làm việc bởi vì các bạn biết này nếu như các bạn hôm nay không làm việc thì ngày hôm nay là ngày khổ nhưng ngày mai sẽ là ngày khổ nữa nếu như ngày hôm nay bạn không làm việc ngày hôm nay các bạn không cảm thấy có năng lượng các bạn chán các bạn cảm thấy thiếu năng lượng và cảm cảm thấy buồn nhưng mà lộc nói các bạn này năng lượng chỉ sinh ra khi làm việc nếu như hôm nay bạn không làm việc thì ngày mai sẽ còn là ngày chán hơn nữa ngày buồn hơn nữa và ngày không có năng lượng hơn nữa à, các bạn sẽ nói là à, ngày hôm nay làm mãi cái việc này mà vẫn chưa có tiền nhưng mà lộc nói các bạn nếu như hôm nay bạn không tiếp tục làm cái việc này thì sau này có thể bạn sẽ không bao giờ có tiền nữa bởi vì là các bạn có làm gì đâu mà có tiền. Cho nên là các bạn phải nghĩ lại, phải tư duy lại. Các bạn phải làm việc thì mới có tiền, phải làm việc còn không các bạn. Các bạn cảm thấy không thích cái việc này, chán việc làm thì các bạn phải đổi việc khác. Nhưng mà bạn không được lười biếng, các bạn phải chăm chỉ. Đổi việc gì, làm việc gì cũng phải làm hết sức, làm hết mình. Chỉ khi nào bạn làm hết sức, làm hết mình các bạn cảm thấy bạn không thể thành công được, bạn cảm thấy bạn không thể đạt được cái khác thì bạn cố gắng nỗ lực mà bạn cũng không thể được khác thì bạn mới chuyển nghề. Còn bạn còn cảm thấy như bạn 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 thấy bây giờ thôi tôi chuyển nghề đó tôi bỏ nghề đó bạn bỏ nghề nhưng mà sang người khác bạn vẫn lười biếng thì bạn vẫn thế thôi bạn vẫn thế thôi mãi mãi bạn không có năng lượng năng lượng chỉ sinh ra khi chúng ta hoạt động làm việc khi chúng ta làm việc mà thôi không làm việc gì thì các bạn sẽ mất dần đi năng lượng mất dần đi mất dần đi cái nhuệ khí con người nhuệ khí con người các bạn mất đi nhuệ khí con người mất đi cái nguyên khí con người các bạn chỉ còn cái sức lực mà cái sức lực đó nó chả dùng vào việc gì nên cái sức lực đó nó trở ra vô dụng và các bạn cứ luôn luôn cảm thấy chán đời luôn luôn cảm thấy chán trường các bạn không có cái giá trị gì cho cuộc sống này các bạn cảm thấy là như vậy và các bạn cảm thấy không biết là đi về đâu đến đâu Uh, uh, rồi uh, có một số người thì khởi nghiệp có một số người làm được những việc thành công nhưng đến cái mức độ đó còn đã thành công rồi đã đạt đến một cái tầm, ca, tầm vóc kiếm được từng lấy tiền rồi uh, uh, bắt đầu thỏa mãn rồi dục võng lôi cuốn rồi lại cũng đâm vào tình trạng lười biếng thì đọc xin nói các bạn là các bạn phải tư duy ngược lại tư duy ngược lại đừng để bao giờ người khác thúc vào bạn thì bạn mới đi mà các bạn phải biết là mình phải đi mình phải đi mình phải làm việc mình phải làm việc dù là cái việc này đấy nó không tạo ra nhiều tiền hay là nó không có gì nhưng bạn làm để cho nó đáp ứng cái nhu cầu đáp ứng cái nhu cầu được làm việc rồi cái sức lực của bạn được trời ban cho là để làm việc đáp ứng cái nhu cầu đó thỏa mãn cái nhu cầu đó thỏa mãn cái bản năng đó thì cái bản năng đó nó sẽ sinh ra năng lượng nó sẽ sinh ra cái niềm vui nó sinh ra sinh ra sự hạnh phúc và biết đâu bạn đạt được cái thành công hay đạt được cái hiệu quả trong cái việc mà bạn làm đó thì nghiễm nhiên nó sẽ thành công à, bạn cứ tưởng tượng đi à, bạn cứ tưởng tượng nếu như ngày xưa các bạn không học tính toán một cộng một bằng hai hai cộng bằng bốn đúng không ngày xưa ai ép các bạn học ngày xưa các bạn cứ nghĩ đi các bạn ấy học lớp một thầy cô giáo gia đình nhà trường phải ép các bạn học cái đó các bạn các bạn có thích không các bạn chắc chắn ngày đấy sẽ không thích được chỉ thích đi chơi rồi à, để tết, rồi là tất cả các loại món đồ chơi thôi đúng không làm sao các bạn thích một cộng hột mà hai được nên là các nhà trường phải dùng tất cả mọi cách để học bắt ép các bạn thậm chí là bắt phạt đứng góc ngày xưa mình ngày xưa mình không đọc thuộc các bạn cửu trương là mình đứng nguyên cả một cái buổi học đó cả buổi học đó người ta được ngồi mình phải đứng và buổi sau mình về mình buộc mình phải học bởi vì mình bị phát thôi vì mình bị ép phải học nhưng mà sau này mình học được cái bản kiểu chương nó, nó giúp cho cuộc đời mình rất là nhiều thứ nếu như bạn lười thì bây giờ cuộc đời bạn có cái gì đúng không cho nên là phải làm việc dù là cái việc của bạn làm ấy nó không hiệu quả bao nhiêu hay nó không như nào nhưng mà các bạn phải làm việc nếu các bạn cảm thấy thì các bạn phải đổi nghề nhưng mà đổi nghề phải vẫn phải làm việc đổi nghề vẫn phải là chăm chỉ không khi nào chúng ta lười chúng ta dừng lại mà chúng ta đòi có thành công ạ à? những người lười biếng mà đòi có thành công những người lười biếng mà luôn luôn uh, oan thán kêu than trách phận những người mà lười biếng mà luôn luôn đưa ra những câu nói tiêu cực đưa ra những câu nói chán trường đưa ra những câu nói thiếu năng lượng những cái người đó là người hèn người đọc tôi thật những người hèn người không dám chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình người không dám đương đầu với những khó khăn của cuộc đời người không dám vượt lên hoàn cảnh người không dám đi những bước chân đầu tiên trong một hành trình những vạn dặm bạn không có ý chí đến thành công bạn không có mục đích của đời mình và bạn không đạt được điều gì cả cho nên là tôi muốn nói là dù ngay hôm nay các bạn không có mục đích gì cả, bạn không muốn gì cả, hay là bạn như thế nào đó nhưng mà hãy cứ làm điều gì đó làm để đáp ứng cái nhu cầu lao động con người, người ta sinh ra có sức lực trời cho là để lao động phải đáp làm để đáp ứng cái nhu cầu đó làm để đáp ứng cái nhu cầu mà trời đã tạo ra làm để thỏa mãn sức lực của các bạn, làm để thỏa mãn sức lực của các bạn rồi một ngày nào đó tự dưng uh, sẽ có cái thành quả gì đó nó đạt đến, thành quả gì đó nó đạt đến. Thành công không quan trọng quan trọng là bạn đạt được một kết quả gì đó đã, bạn đã làm được hoàn thành cái gì đó đã. Thì đó mới là cái điều mà các bạn cần phải phải tập trung vào. Chứ các bạn cứ nghĩ về tiền, các bạn cứ nghĩ về danh vọng, các bạn cứ nghĩ là mình phải như thế này thế kia, mình không làm được cái này, khinh thường cái này, nó rất cho các bạn. Các bạn không học, lười, không làm, không rèn luyện thì nó vất đi rồi thì như thế là vất đi rồi Đấy, các bạn chỉ thích tập trung vào những trò ăn chơi thú vui xa đọa thôi giải trí thôi mà đặc biệt là những người đàn ông là sức lực rất là nhiều sức lực cơ thể họ rất là nhiều và họ không làm việc ấy, thì họ tập trung vào thú chơi xa đọa đúng không các bạn sẽ thấy là 80 phần trăm đến 90 phần trăm những trò chơi trên thế gian này được tạo ra những cái hoạt động trò chơi đấy gọi là game ấy những game được tạo ra những cái trò chơi giải trí được tạo ra đa phần là dành cho đàn ông đa phần là dành cho đàn ông thậm chí là đến phụ nữ là cũng để làm cái thú vui giải trí cho đàn ông đấy rồi là bài bạc bà, cờ đề đóm rồi là bắn bia rồi tất cả mọi thứ đa phần các trò chơi mạo hiểm hay là không mạo hiểm xem phim hay là tất cả mọi thứ đa phần được tạo ra nhắm vào một đàn ông năm đàn ông bởi vì đàn ông là người nhiều sức lực nhất mà họ không mà họ rơi vào tình trạng lười họ không đáp ứng cái nhu cầu sức lực của mình để hoàn thành ấy thì họ chán thôi họ chán họ tìm đến giải trí rất là nhiều nên là từ cờ này từ bài chắn cả ở tất cả mọi thứ là tất cả đều phát phát ra từ đàn ông hết bởi vì là những người đàn ông là những người có nhiều sức lực có nhiều sức lực mà họ không làm gì cả họ không làm gì cả không làm gì cả còn phụ nữ thì họ có cái tính là chăm chỉ và tần tảo nên là cái 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 thú vui chơi nó ít hơn nó ít hơn cho nên là mình chia sẻ với các bạn có thể là các bạn không muốn thành công có thể là các bạn không cần tiền nữa có thể cuộc sống của các bạn đã no đủ rồi thì các bạn vẫn phải làm việc để đáp ứng cái nhu cầu sức lực của các bạn còn nếu như các bạn là người đang nghèo nếu như các bạn là người đang thiếu năng lượng nếu như các bạn là người thất bại trong cuộc sống này thì các bạn phải học nhiều hơn nữa chăm chỉ hơn nữa làm việc nhiều hơn nữa bởi vì nếu như ngày hôm nay các bạn thất bại mà các bạn không làm gì cả không học gì cả thì cái thất bại đó nó sẽ kéo dài cả đời các bạn nếu như các bạn nghèo mà các bạn vẫn tiếp tục lười học lười làm việc thì cả đời bạn sẽ nghèo và nếu như hôm nay là bạn là người không có sự thành công được cả mà bạn vẫn tiếp tục lười biếng thì cả đời bạn sẽ không gặt hái là thành công nào cả đó. bạn sinh ra là một người bình thường nhưng bạn chết đi trong sự tầm thường thì đó là nội tại bạn có lỗi rất lớn với trời đất tôi muốn chia sẻ với các bạn phải nghĩ ra cái việc gì đó để làm và cái việc đó phải là việc tốt đừng có nghĩ ra cái việc lừa đảo trộm cướp hay là làm cái gì nó xấu xa các bạn phải biết này chúng ta phải làm đổ mồ hơi chán mới có mà ăn đổ hôi chán mới ăn và chúng ta sẽ chỉ nhàn hạ dần đi nhàn hạ dần đi chứ không phải là bao giờ ngừng làm việc cả không ai ngừng làm việc mà có tiền cả mà chúng ta chỉ có nhàn hạ dần đi khi chúng ta giỏi hơn chúng ta lớn hơn chúng ta nhiều tiền hơn chúng ta thành công hơn chúng ta vĩ đại hơn mà thôi tất cả chúng ta đều làm việc nhưng mà người ta làm việc ít hơn chúng ta người ta làm việc nhàn hơn chúng ta người ta làm việc đủng đỉnh hơn chúng ta người ta làm việc như là chơi nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền hơn chúng ta bởi vì họ đã từng rất cố gắng rất chăm chỉ rất khổ cực Tôi chưa thấy ai mà lười biếng mà giàu có Tôi chưa thấy ai làm việc ít mà lại, mà lại giàu có Tôi chưa thấy ai mà mà mà, mà lúc nào cũng rảnh rỗi mà lại giàu có cả Tôi thấy những người giàu có, những người thành công, những người có nhiều năng lượng Những người có nhiều hạnh phúc, niềm vui trong cuộc sống Họ luôn là những người chăm chỉ, luôn luôn là những người làm việc rất là nhiều Luôn luôn là người cống hiến Và luôn luôn là người tích cực trong cuộc sống của mình Chịu trách nhiệm cho mọi thứ đến với mình Và mình chia sẻ với các bạn như vậy Để các bạn có thể thay đổi cái tư duy của mình năng lượng chỉ có khi chúng ta làm việc chứ không bao giờ tự động lại có năng lượng và chúng ta làm việc phải bởi sức lực sức lực sức lực sẽ làm việc làm việc sẽ sinh ra năng lượng năng lượng sẽ sinh ra niềm vui và hạnh phúc và đó là cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn các bạn phải thoát ra khỏi sự lười biếng ngay bây giờ và làm việc làm việc dù là một việc rất là nhỏ hay là một cái việc gì đó nó không mang nhiều tiền bạc đến nhưng mà hãy làm việc đi hãy làm việc đi vì khi bạn làm việc bạn sẽ biết mình có thể làm gì và khi bạn biết mình có thể làm gì thì bạn sẽ thì bạn sẽ biết được những gì mình không thể làm và khi bạn biết được những gì mình không thể làm thì bạn sẽ học để làm được những gì bạn không thể và khi bạn học được những gì bạn không thể thì bạn sẽ làm những gì bạn không thể và khi bạn làm được những gì mình không thể thì bạn sẽ trở thành người mà trước đây bạn chưa từng tưởng tượng được thì đó là những gì mình chia sẻ cho các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và nếu các bạn có đóng góp ý kiến nào, muốn chia sẻ gì thì hãy chia sẻ. Và lộc mong ước được học tập từ các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này.